Nhưng mà cái gì cũng vậy thôi, Dương Nguyễn có thể bỏ 100 tỷ với điều kiện số tiền nó hợp lý. Wow. Và nó xin ra lời 100 tỷ nhập hàng. Wow. Cũng có gì ông nội trên mạng chém gió lắm. Nó trời ơi, cái này đem ra ngoài có mấy triệu bạc kìa. Nó ăn mẹt nó vào tiền béo đó, nó mấy triệu bạc mà vô sửa đi. Đúng không? Cái đó cũng nên nữa mấy bạn. Sống ở Việt Nam này á, các bạn có tiền á, các bạn mua nhà cao, các bạn ở cửa rộng, các bạn đi xe sang, đúng không? Nhưng mà có một số tình huống á, cái xe sang này nó bị đối xử như con chó ghẻ vậy đó. Thuế vừa cao, phí vừa mắc, thêm cục tức trong người nữa. Mà Mercedes ở bên Mỹ, bên Úc á, có những cái gara, có những cái này nó bảo hành tới 5 năm. Wow. Có đem về Việt Nam bảo hành có 2 năm. Vậy nó có hợp lý với tôi không? Tôi 2 năm tôi bỏ nhà tôi có chạy đâu má. À, xin chào các bạn đến với chương trình vlog về xe của anh Duy Nguyễn. À, rất vui đứng trước tòa nhà đầu tiên của Duy Nguyễn là BBT quận Bình Tân. Và chiếc xe thứ hai của Duy Nguyễn, rất là nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay làm video là biến đam rồi, mệt rồi không đam nữa. Đó, Duy Nguyễn sẽ nói lý do tại sao trên tay Duy Nguyễn có chiếc đũa thần Aladdin, hoàn tiền 8%. Xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Kệ thôi nha, chứ phải quảng cáo giùm nữa nha mấy em. Cái xe này của anh đó là cái hãng mà gọi là Gara Mercedes ở Võ Văn Kiệt á, Võ Văn Kiệt Hasako mới có trả về khi bị một cái bệnh là lỗi phao xăng 0%. Đó mà Duy đã nói trong clip trước rồi. Xe đang chạy lon ton ngoài đường, mở ra thấy kim xăng 0%, hết hồn má ơi. Chết mẹ rồi, thằng chó nào hút xăng tao vậy. Thì bây giờ á là mẹ trả về không sửa được. Không sửa được, mẹ kêu anh Duy là thay nguyên bình tâm cũ. Thì anh Duy quyết định là không thay. Không thay thiết gì đó. Còn cái lý do tại sao không thay á, tí xíu á thì Duy Nguyễn sẽ nói sau. Bây giờ Duy cầm cái đũa này làm cái gì? Cầm cái đũa để sống, để chơi một cái trận chơi gọi là mang tính chất 100 triệu. Bây giờ á, bạn hiểu á, cái kim xăng nó liệt á, tức là lúc nào á, xăng nó cũng 0% hết. Bạn hiểu không? Xăng nó 0% hết, mà đổ đầy nó 0%, bạn đổ lưng nó 0% hết, xăng chết mẹ má giữa đường cũng 0%. Thì vậy làm sao đây? Đầu tiên á, là muốn đi á, là giờ mặc đồ vest com lê rồi vô ắt. À, nhắc tới đồ vest com lê mấy thằng kia mới nhớ. Anh Duy Nguyễn ơi, mặc là bộ vest trắng quyền thoại đi. Cái nói thôi không cần đâu, giờ tao mệt quá, tao mới tập xong tao mồ hôi mồ kê rồi tôi lưa hết, tao miếng thái đồ lắm. Đầu tiên muốn đi chơi, các bạn sẽ làm theo những bước sau đây. Mở cái bình xăng ra, đúng không? Dặn cái nắp xăng ra, cầm cái đũa này nè, chọt vô. Chọt vô đo xăng. Thí dụ như đầu tiên mình đổ đầy bình đi, mình phải đổ đầy bình, nó tới mức này, đúng không? Thì mà nó tới mức này là gần hết rồi đó, phải đổ. Hoặc là tới an toàn tới mức này là đổ. Canh đi, đúng không? Phải chọt. Nhưng mà không phải là ngày nào cũng chọt, mà phải kết hợp theo một cái gọi là tờ giấy A4. Trên tờ giấy A4 ghi ngày, ghi số km, đúng chưa? Ghi tình trạng xăng, ước lượng, hiểu chưa? Thí dụ như ngày hôm nay đổ đầy bình, km là đang là 20.000. Đó, rồi qua ngày hôm sau là thêm ngày, rồi km nó là 20.000 lẻ mấy cây đó. Thì mình lấy cái số sau mình trừ số trước, nó ra tổng số km. Thí dụ bình thường mình chạy chừng 200 cây thì mình đổ. Còn bây giờ mình chạy mới có 50 cây thì chưa hết. Đó, đó là cách tính và cách mình sống chung với lũ. Tại sao? Tại vì mình ký bo không chịu chi 100 triệu. Mà chơi vậy đó. Vậy thì tại sao không chi 100 triệu? Không phải là 100 triệu đối với Duy Nguyễn nó lớn, ok. Nhưng mà cái gì cũng vậy thôi, Duy Nguyễn có thể bỏ 100 tỷ với điều kiện số tiền nó hợp lý. Wow. Và nó xin ra lời 100 tỷ nhập hàng. Wow. Còn bây giờ tự nhiên bỏ 100 triệu một cách cực kỳ vô lý. Tại sao nó vô lý? Ok, Duy sẽ nói. Thứ nhất, tôi không phục. Phục chỗ nào? Ok, tại sao con mẹ cóc của tôi nằm trong kia kìa? Đó, tôi chạy gấp 3 lần mẹ này không bị hư cái phao xăng, mà con mẹ này mới bị hư phao xăng. Đúng không? Ok, các bạn sẽ nói rằng nó xui. Ờ, mẹ chạy chẳng qua mà đổ xăng chùa, mà đổ xăng của ông Trịnh Sướng. Ông gì đó, ông gì ở Sóc Trăng á. Rồi giờ bị hư. Ok, được. Đúng không? Được. Nhưng mà tại sao sớm không hư, muộn không hư? Mà tôi mới bị quất vô đít cái bóp, rồi nằm ở trong hãng mẹt hơn tháng. Đúng không? Về bàn giao cho mình, bị hư. Đó. Nó có nhiều cái đó mình suy nghĩ lắm. Ok, tiếp tục. Vậy thì tại sao hư cái phao xăng thôi? Đó, mà bắt tôi thay nguyên cái bình. Cái phao xăng có mấy triệu à? Đó. Mà bây giờ á, hãng mẹt nói rằng á, hãng mẹt không có nhập cái phao xăng, không có bán riêng cái phao xăng, ông thay Nguyễn Bình đi. Vậy là hãng mẹt đúng hay là sai? Đúng hay sai không biết. Không biết. Thì tình huống nó là như vậy. Vậy thì bây giờ á, Duy Nguyễn đem xe về nhà luôn, chạy luôn. Ủa, chạy chừng nào hư xe bỏ. Wow. Chứ còn không có
cái giải pháp đó là chú định nha. Đó, tiếp theo á là đầu tiên á là thử thách tay nghề của cộng đồng kỹ sư Việt Nam coi có ai sửa được hay không. Nếu mà có người sửa được chứng tỏ mẹt dở, mà đồng ý tôi không? Mình chỉ là khách hàng thôi nha, mình không khệ nha các bạn. Đó, ví dụ như hãng mẹt nó từ chối rồi, bệnh này em sửa được, bệnh này em thay thôi. Thì bây giờ đó đem về mẹt 7 tỷ của tôi đó, ông kỹ sư A, kỹ sư B, kỹ sư C gì đó, ông bán đồ, ông sửa được, vậy lòi ra cái gì? Ủa tại sao người ta có bán phao xăng mà mày không bán? Đúng không? Ủa cũng bán phao xăng của mẹt vậy? Chứ phải cái bình xăng không đúng không em? Vậy thì tại sao ở ngoài nó bán cái phao xăng mà trong hãng mày không bán? Có mày chơi khách hàng không? Đúng không? Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa, giả sử như không, trên đời không có cái phao xăng đó luôn. Đúng không? Trên đời không có phao xăng đó luôn. Ở nguyên lãnh thổ Việt Nam mình chỉ ép diện tích 330.000 km² và hàng triệu mét vuông bờ biển, ok? Không có phao xăng đó luôn. Thì á, cậu liên hệ mấy bà chị bên Đức, ra bên bển luôn. Ra bên Germany luôn. Đó. Để coi cái bên bển có bán phao xăng không, ship về luôn thế nhiều đống. Yes. Chơi luôn á, rồi xong rồi đem cái phao xăng đó ra, kiếm mấy kỹ sư tay nghề xịn sò đó, mấy gara đó. Anh thay giùm em đi, anh thay giùm em đi. Vì thứ điều nó là cái gì? Cái điều nó là thằng mẹ Việt Nam cùi bắp luôn. Đúng không? Thí dụ như trên thế giới á, nó không có cái phao xăng đó thì thằng mẹ Việt Nam đúng. Đó. Còn trên thế giới có cái phao xăng đó, tại sao mẹ Việt Nam không có? Có phải mày chơi khách hàng Việt Nam không? Đúng rồi, đúng lại đi mấy em. Đó. Các bạn nói rằng, ừ anh không khiếu nại mẹ, anh không khiếu nại này, cái thứ. Ở đây chưa có gì để khiếu nại cả. Bạn hình dung không? Ở đây chỉ là chẳng qua là, ừ xe tao bị hư, tao quăng ra mày, mày từ chối dịch vụ. Service deny. Service deny, ok cầm về. Có gì đâu mà khiếu nại. Người ta không làm cho mình, hôm nay mình khiếu nại. Mình phải chứng minh được người ta sai cái đã. Mà mình muốn chứng minh được người ta sai á, thì mình phải có những cái quá trình mà nó mang tính chất thuyết phục như nãy giờ Duy nói. Đúng không? Nếu mà giờ Duy tìm hết khắp thế giới, tất cả 7 tỷ người trên hành tinh này và kể cả mẹ thị trường bên Đức, Stuttgart này nọ kia nó không có được linh kiện cung ứng, thì đó mẹ đúng. Đúng không? Thằng mẹ đúng thì phải like cho nó chứ. Ờ giờ lúc đó là sẽ ngoan ngoãn, ờ thôi tao kiểm tra rồi, bạn rất đúng. Bạn là số vịt tốt nhất trên hành tinh xanh này. Bây giờ bạn mình mang xe lại cho bạn, bạn thay 200 triệu mình cũng chịu nữa. Wow. Đó là đồng tiền mình hợp lý. Còn hiện tại mình chưa xác định rõ ràng là tiền có hợp lý không hợp lý. Đó, và ngược lại qua vấn đề này cũng có nhiều ông nội trên mạng chém gió lắm. Nó trời ơi cái này đem ra ngoài có mấy triệu bạc kìa, nó ăn mẹt nó vào tiền mẹ nó mấy triệu bạc, mà vô sửa đi, đúng không? Cái đó cũng không nên nữa mấy bạn. Cái gì á mình chắc á thì mình phải làm. Còn bây giờ á, tại sao Duy Nguyễn làm chuyện này? Tại vì Duy Nguyễn á không phải là 100 triệu nó lớn hay nó nhỏ, nhưng mà đây là một trong những cái kiến thức vào đời mà người có tiền mới có đó. Thì Duy Nguyễn chia sẻ để cho các bạn các em sau này có gặp tình trạng tương tự đó thì các bạn thấy không có gì làm lạ hết. Hoặc là các bạn không có thể có tiền mua mẹt thì các bạn biết ở trên đời này khi mà nó gặp này là vậy nó. Nhưng mà một cái xe đó thì nó đâu phải nó có một linh kiện đâu, đúng không? Nó có cả ngàn chục ngàn cái linh kiện luôn, thì không hư bình xăng cũng hư hộp nhố, hộp số, hộp nhớt, hộp này hộp kia, tất cả các đều, đúng không? Còn các bạn á, có những bạn té nước theo mưa, bạn nói ờ mẹ mua xe Đức chi rồi này nọ kia, xin lỗi bạn, nói gì nói xe Đức vẫn là VIP nhất trên hành tinh, đúng không? Xe Đức vẫn là VIP nhất trên hành tinh, không phải chỉ vì một cái vấn đề này mà bạn chơi xe Đức đâu được. Thương hiệu nó gây dựng mà, cái này có thể là lỗi do lỗi gara thôi, hoặc là lỗi cùng lắm là do lỗi Mercedes Việt Nam thôi. Không, mà tại sao Mercedes Việt Nam có lỗi? Tại vì thị trường Việt Nam bế đê, đúng không? Bây giờ thị trường bên Mỹ nó khủng bố hơn tao, dịch vụ tao tốt hơn thị trường Việt Nam, mày mua được mấy chiếc thôi à, nên tao thay cái cụm cho nó chắc ăn, đúng không? Tao thay cái cụm cho nó chắc ăn chứ giờ tao thay từng món nó hư nữa sao đó. Còn Mỹ đế nó khác. Nó nên cái gì á, cái một cái sự việc trong xã hội á, mình phải nhìn trên nhiều lăng kính, nhiều góc độ à, chứ không phải là mình cứ vội vàng rồi quy chụp này nọ kia. Nhưng mà nói một câu mà nó nằm ở trong đầu của Duy á, bây giờ và có lẽ trong thời gian gần đó cũng thay đổi á, đó là đó, sống ở Việt Nam này á, các bạn có tiền á, các bạn mua nhà cao, các bạn ở cửa rộng, các bạn đi xe sang, đúng không? Nhưng mà có một số tình huống á, cái xe sang này nó bị đối xử như con chó ghẻ vậy đó, đúng không? Thuế vừa cao, phí vừa mắc, thêm cục tức trong người nữa, chịu nổi không em? Nope. Tại sao mà Mercedes ở bên Mỹ, bên Úc á, có những cái gara, có những cái này nó bảo hành tới 5 năm, có đem về Việt Nam bảo hành có 2 năm? Vậy nó có hợp lý với tôi không? Tôi 2 năm tôi bỏ nhà tôi có chạy đâu má. Đúng không? Đem giờ 2 năm chạy chưa được 20.000 cây nữa. Đúng không? Tức không? Tức phun máu luôn chứ. Đó, vậy tại sao? Ừ, nó sẽ nói tại bị ABC, tại Việt Nam này xe máy nhiều nè. Rồi chạy trong thành phố có giật kì bạc, giật kì bạc, giật kì bạc nó không liên tục nè. Rồi ổ gà, ổ chó, ổ voi tùm lum nè, chạy bảo hành 5 năm chết mẹ tao sao mày? Đúng không? Mà nhìn đường bên Mỹ với đường bên Úc coi nó láng o mà chạy veo veo đâu bị hư đâu. Nó sẽ nói như vậy. Nói chung là cộng long không bao giờ thẳng. Sống trong cái những cái mình cảm thấy bất công nhưng mà không nghĩa là mình tuyệt vọng. Thôi giờ bán súp kiếm tiền. Thôi thôi.
bán súp kiếm tiền thì 100 triệu hay 200 triệu là chuyện nhỏ. Lúc xe vừa về em thấy nó lên tới 100% lận á sếp. Xăng lên 100% luôn hả? Dạ, 100% luôn anh. À, cái thằng mẹt nó nói anh rồi, bây giờ là cái phao xăng nó bị khùng. Nó mới báo hả anh? Ừ, nó báo không chính xác. Nó báo không chính xác, lúc này thì nó vậy, lúc này nó kia. Đó, nó nói anh vậy đó. Cái nó kêu anh thay, anh nói mày không thay. Mà nó còn nói nữa, phao xăng nó có hai cái nữa mới ghê chứ, làm như phổi vậy đó. Cái bên trái, cái bên phải. Nó nói cái bên phải em đã cố gắng cứu sống bằng hết khả năng của em rồi. Cái đó nó có tín hiệu thở rồi. Nó còn cái phao xăng bên trái nó liệt dương luôn rồi. Mà nói tóm lại, nó vẫn kêu anh thay nguyên bình xăng. Nói chung thì anh cũng chả hiểu vấn đề kỹ thuật của cha con nhà nó. Ủa anh, lúc mẹ nó mới báo, nó không có báo một phao xăng hư mà báo hai cái hư luôn anh. Nói chung nó cũng không nói một hai cái, sau này tao hỏi nó mới nói hai cái. Còn nó nói chung chung là phao xăng hư thôi. Mà nói chung tới bây giờ nó vẫn kết luận là thay nguyên cái bình. Không, thay nguyên cái bình. Thế mới mắc cười chứ. Còn giờ xăng cộ dễ lắm, đi đường trường, ví dụ từ đây ra Đà Lạt chắc chắn không hết bình xăng. Đúng không? Chắc chắn không hết bình xăng, cứ ở Sài Gòn đổ một phát ra Đà Lạt, đổ một phát chơi vòng vòng đó đi, đồi thông hai mộ thung lũng tình yêu gái gú gà gì đó các kiểu, nhúng nhảy lết sệt hay nhúng nhảy mẹt CD Hồ Tây gì đó. Xong rồi tới ngày về Sài Gòn đổ thêm bình nữa chạy đây luôn. Thử mày coi mày có bị gì không? Đúng không? Anh chỉ sợ là giữa chừng nào rút xăng anh thôi. Đó, tại vì mình đang bị liệt dương mà nó rút cái nó cũng không biết luôn. Xong rồi mình chạy giữa chừng nó hết mẹ xăng giữa đường rồi cấp cứu kiếm thấy mẹ luôn. Đó, chỉ sợ vậy đó. Không? Thứ nhất là vụ bảo hiểm anh chưa nói đó. Bảo hiểm năng anh mấy trăm triệu rồi á, có giỡn đâu. Bảo hiểm xe này á là lúc đầu hơn 100 á, càng về sau càng giảm. Đúng không? Năm đầu là hơn 100, năm sau 90 hay gì đó, năm thứ ba là 85, 86 triệu gì đó. Đó giờ thì có cuộc đời của anh là anh đổ xăng nha. Thằng kia nó hỏi tao là ủa anh gì đổ xăng có tắt máy không? Nó tắt bà nội tao tắt chi vậy? Tao đổ xăng là tao ngồi trong đó tao dê gái không à. Cái nhất hoặc là tao ngồi trong đó tao nghe nhạc. Nó sướng thấy mẹ luôn, tắt máy làm chi. Mình đổ xăng á, đổ xăng Việt Nam á dễ lắm. Chạy xe rót vô trong cây xăng là thằng cây xăng á nó lùa hết xe máy ra khác. Vô ra mày. Ủa mà đổ mày có mấy chục à. Xe sang vô. Đó. Xong rồi á, xong rồi cái mở nắp bình xăng ra. Xong rồi đậy xong cái để cái kim vô hỏi. Anh đổ bao nhiêu anh? Đó. Nói đầy bình 95 em. Wow. À, cái câu đầy bình 95 phải không? Đầy bình 95 em. Xong cái hạ kiến xuống để cho đừng hôi xe. Đừng cho hôi xe. Xong rồi cái mình ngồi đó mình run mà đổ cái chừng cái 2 phút có đầy bình đó ba. Đổ cái 2 phút có đầy bình á. Wow. Xong rồi cái lên hỏi nhiêu anh? À, dạ 1.6 triệu anh. 1.7 triệu khỏi thối. Dạ em cảm ơn anh. Không. Nhắc tới đổ xăng ở Việt Nam là vua. Mà trúng xăng giả không tao không biết nha. Hên xui luôn. Thằng bà hẩm mẹt nó kêu anh ơi đổ petrolimax đi. Mình cũng biết mẹ vậy thôi chứ ở ngoài xe cây xăng ai biết nó cái gì. Thấy cây xăng thì cắm đầu vô đổ thôi chứ còn coi cây xăng của hãng nào nữa hả? Nhưng mà bên Mỹ nó khác. Bên Mỹ nó có cái bảng chà bá vậy nè, nó để cây xăng xeo xiết thì nó mình mới biết. Còn ở đây nó để trên bảng hiệu hay gì đó, mình nhỏ nhỏ mình nhìn không có rõ. Đúng không? Thì mình không biết có phải petrolimax hay không petrolimax, nó anh đổ mấy xăng kia trúng xăng giả hư mẹ xe sang anh luôn. Nói gì rung mày. Ông mới xăng nó vô tới máy nữa. Đó. Còn ở bên Mỹ á là nó không có xăng 95, nó có xăng 83. Ủa 93 chứ. Ủa 93 83 mày. Thằng nào bên Mỹ comment anh nó lâu quá anh quên rồi. Xăng đó xịn nhất luôn á. Mà vô đó đổ bằng thẻ tín dụng quẹt cái đùng xong rồi tự mày xử luôn à. Tự ngồi cầm cái vòi bơm tự đổ tự đẩy luôn. Còn giờ mở không ra. Đó, phải dùng chìa khóa. Mở xe. Bình thường bằng nổ máy á bằng mở mới được nha. Chứ còn giờ xe duy tắt máy gì ngồi đây mà. Mở cạch. Đó, kiếm mở ra. Đèn cháy lên. Đó, xong mình mở đổ xăng, nó ra. Đây. Đó, mở nắp bình xăng ra nghe cái tách để ra. Đúng không? Để ra này thấy không? Nó rồi tới mình dùng cái kim. Mình dùng cái kim, ủa lộn cái đũa chọt vô. Nó chọt vô đây nhớ nha. Xăng mới đổ đây bình rồi chèo cha. Rút ra. Ủa không tới luôn mày. Ông nó chết mẹ ra dài dữ vậy. Bây giờ sao? Cái phải lấy cái đũa dài hơn, lấy cái đũa dài hơn chứ giờ sao? Rồi gán còn hột xíu nữa coi. Ông má gớt cái đũa ở đây luôn. Thôi thua. Tao thua. Cái bình sâu quá. Có mùi xăng thì xi ra còn xăng. Được không? Ủa vậy là nãy giờ đâu làm video phá sản rồi hả? Thôi, coi cái đũa bỏ đi. Coi rồi cái đũa này bỏ, phải lấy cái đũa dài hơn nữa. Đúng không? Tụi bay đi kiếm cái đũa dài thôi, tụi bay chọt cái chỗ nào tới. Đó. Rồi,
rồi vào cái tờ giấy là phải có nha, tờ giấy ghi chích lịch á, ghi ngày đầu ngày nào đổ xăng là nhiêu cây nhiêu cây để mình trừ ra. Cái kim xăng anh liệt thôi chứ cái cục km nó còn chạy được, nó còn báo này nọ kia rồi cũng ngon lắm nha mấy em. Thôi bể kèo quá, đậy nắp lại nó dặn phải cái tách đàng hoàng, đậy lại nhấn kịch cái rồi tắt máy xe khóa cửa. Thôi được rồi, nói chung là mấy em mình đừng có nói nghĩ tới chuyện buồn nữa đúng không, mình phải tìm niềm vui trong cái buồn. Thì anh không phải là anh làm video để anh than thở gì cả, mấy em đừng nghĩ là anh than 100 triệu đó, anh không là nghĩ địa mẹ gì đó thẳng luôn. Wow. iPhone X á thì tôi không có, chỉ có 3 mắt thôi. Wow. Và đây là 100 triệu tiền đền bù tinh thần cho cô. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì. Đó, nhưng mà cái vấn đề á, con người anh nó khó ở chỗ á, nó cái anh thích nó cái gì nó phải mang tính cho hợp lý đó, và anh thích tôn trọng người khác cũng như là cái cách mà người khác tôn trọng anh đó, để cùng nhau hợp tác để đưa đến cái sự thành công thịnh vượng hơn cho người dân và đất nước Việt Nam. Ok. Wow. Thôi đi vô làm video quảng cáo súp bán kiếm tiền sữa mày ơi. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì. Lái xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.